trong đấy các em trao đổi nó dễ hơn. Lâm Tý Phong, cơ hội, cơ hội, 2-1 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xong cái tài lai 15 và đó là Daniel Garden, bàn thắng đầu tiên của tiền vệ của Jamaica trong của Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong trận đầu tiên ra mắt. Xong cái tài 2-5 và chúng ta thấy được nét mặt của ông Trần Minh Chiến, nó đã giãn ra rất nhiều. Daniel Garden, bản hợp đồng đến từ câu lạc bộ Mount Pleasant tại giải vô địch quốc gia Jamaica, là người đã dứt điểm treo góc để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tôi xin lăn cái tài 2,5 nha anh em, mãi mới được. Nó đến ở phút thứ 77, vừa mới vào 15 phút cuối trận. Người kiến tạo cho Daniel Green nó là một cầu thủ Hải Phòng, em không nhìn rõ. Một pha xoạc bóng đi vào lòng đất trở thành một đường kiến tạo cho Daniel Green, là cú đá chéo góc vừa rồi là chính xác. Chính xác thì đó là cầu thủ vào sân tại người Dụ Quang Nhơ.